Vâng, tôi Phùng Ngọc Tĩnh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm 2022, phải không ạ? Thế thì như tôi đã nói trong cái video trước đó, hướng về đồ màu cuối thanh, thì hôm nay tôi sẽ làm, tranh thủ ngày Chủ nhật, tôi sẽ làm hai video cuối cùng của năm 2022 để xin giới thiệu các bác. Và một cái chủ đề mà cũng có thể là tôi thấy có nhiều cuộc thảo luận, tranh luận, cũng như nhiều bác cũng đã gửi đồ vào trong cái inbox ở trên trang Facebook của tôi để hỏi. Và nhiều bác thì ngoài cái chuyện phân biệt thật giả thì nhiều bác thì cũng có xu hướng là xem những cái đồ cuối thanh thì thành đồ đầu thanh. Thế thì tất nhiên với kiến thức còn tương đối hạn chế của mình, nhưng mà những cái gì mà tôi biết và có thể là cái chia sẻ, tôi sẵn sàng tôi chia sẻ chân tình. Và những quý vị nào có thể quan tâm thì các bác có thể đó là một nguồn tham khảo hữu ích. Tất nhiên nó chỉ là một cái góc độ rất nhỏ nhoi thôi, vì cái kiến thức về cổ vật thì nó rất là mênh mông. Đấy, ngày hôm nay ta nghĩ cái này đúng, ngày mai có thể nó lại thành sai rồi. Thế cho nên chính vì vậy mà tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các vị. Và tôi xin thông báo là cái video hôm nay sẽ là video cuối cùng của năm 2022. Để tôi giới thiệu với các bác vì tôi có một chút việc riêng tôi cần tập trung cho cái năm nay. Thứ hai nữa là sau đấy thì tôi sẽ rút khỏi thành viên của Hội Cổ Vật trên group ấy, trên Facebook. Tôi không muốn mất nhiều thời gian vào cái việc này nữa. Tất nhiên thì tình yêu cổ vật của tôi, đặc biệt là gốm sứ, thì không thể thay đổi, mà nó chỉ ngày càng tăng lên mãnh liệt lên mà thôi. Đấy, vậy bây giờ không muốn mất thời gian của các bác nhá. Bây giờ chúng ta xin bắt đầu ngày hôm nay. Trước tiên ý, thì cái cặp bình đầu tiên mà tôi muốn trao đổi với các bác thì cái chủ đề như tên gọi, tôi đặt tên cho cái video clip là phân biệt đồ sứ cổ, đồ màu đầu đời đầu và cuối thanh. Thì dĩ nhiên trong hai món này thì cũng có một món thuộc về đầu và một món thuộc về cuối. Thì mời các bác ta tự cho ý kiến nhé. Đó. Tôi sẽ xin gợi ý với các bác như này. Thứ nhất là tôi muốn nói qua về cái dòng đồ này. Người ta gọi dòng đồ Faminois, có nghĩa là người ta trang trí họa tiết trên một cái nền màu đen. Đó. Và càng như các bác nhìn thấy cả hai cái bình này đều màu đen. Và họa tiết ở đây thì phổ biến rất là nhiều, đó chính là màu Famive, có nghĩa là màu lục trang trí và kết hợp với các màu khác, nhưng mà trong đó thường có màu lục. Thế thì cái này thì tôi để các bác tự đánh giá nhé. Mà tôi chỉ gợi ý các bác là các bác hãy nhìn thật kỹ cái hình ảnh ở cái bình nào nó thật sự nó có hồn, nó sống động, nó sắc nét, và hay nói cái khác là nó có tinh thần hơn. Ở bên này, ở cái bên phải đấy, các bác so sánh nè về cái độ sắc nét là nhìn những cánh hoa này, nhụy này, ở trên thân của các con chim vân vân, các đường nét, chúng ta hãy tự so sánh nhá. Còn cái bình này thì đó là một cái bình được đấu giá bởi Christie's, và với giá người ta xác định là giai đoạn Khang Hy, chính là cái hình bình bên trái đấy. Cũng có thể đây là các bác tự kết luận nó là vẫn là thuộc Khang Hy, cái bình bên phải ấy. Đây tôi đưa trở lại. Cũng có thể một số bác ta cho cái này vẫn có thể là Khang Hy, mà cái đó không sao cả, vì chúng ta có thể tranh luận. Nhưng mà ở đây tôi chỉ gợi ý cho các bác ta so sánh các cái tiêu chí về họa tiết. Đây tôi nghĩ là không phải do người chụp ảnh mờ, bởi các bác nhìn đây là rõ ràng đây hình ảnh không phải là mờ. Nhưng mà những cái bông hoa này, nhụy hoa này, thân con chim này, các đường nét, nó có sắc nét và nó có tinh thần và nó đẳng cấp được như cái đồ bên trái hay không thì đó là. Còn đây là cái bình bên trái là được đấu giá bởi Christie. Đây các bác thấy này, giá 625.000 đô la Hồng Kông. Mà 1 đô la Hồng Kông thì tôi nhớ không nhầm ấy, tầm xấp xỉ 2.700 đồng tiền Việt Nam ấy. Như vậy thì cứ lấy như vậy nó phải cỡ xấp xỉ khoảng
1,7 tỷ đồng tiền Việt đấy, cho cái bình này. Và người ta xác định ở giai đoạn Khang Hy các bác nhé. Nó bắt đầu từ đời Khang Hy, nhưng mà sang đến giai đoạn cuối Thanh thì người ta sản xuất copy đời Khang Hy rất là nhiều. Đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta mua phải cái đồ cuối Thanh nhưng với giá của đồ Khang Hy thì đúng là thật sự là điều đáng buồn, phải không ạ? À, tương tự, vẫn cái bình bên phải đó thì mời các bác ta so sánh với một cái bình khác. Ở đây các bác cũng lại tiếp tục chúng ta nhìn các yếu tố về họa tiết, nhụy hoa này, màu sắc này, độ sắc nét này, cái nét vẽ nó có tinh thần ở trên tất cả các họa tiết. Rồi để các bác ta có thể đưa kết luận. Có thể với quan điểm một số bác vẫn giữ nguyên quan điểm sau khi xem cái bài video này. Các bác vẫn cứ bảo vệ quan điểm cái bên phải vẫn là đồ Khang Hy. Ở cái đó thì đó là tùy quan điểm của mỗi người. Và ở vẫn cái bình đó, cái bình bên trái đó và vẫn cái bình bên phải đó thì ở góc chụp khác, ở một cái mặt chụp khác cái hình ảnh, thì ở đây mà các bác ta nhận thấy ở đây không, cũng một lần nữa tôi nhắc lại, không phải do cái người thợ chụp, cái người chụp ở hình bên phải này là người ta chụp mờ đâu. Người ta, các bác nhìn lá này, nhìn hình ảnh này đấy, ta thấy là vẫn là không phải do chụp ảnh mờ. Thế nhưng ta hay nhìn thấy các bông hoa bên này thì sao, so với bên này. Đó, các bác tự cảm nhận nhé, những cái hình ảnh sắc nét chi tiết của lá ở giữa hai bên. Đó, các bác tự cảm nhận đấy. Còn cái bình bên bên trái thì đó là một cái bình thuộc về cái bảo tàng The Met Museum ở Mỹ, và cũng người ta xác định vào cuối thế kỷ 17, tức và đầu thế kỷ 18, đến cuối thế kỷ 18, à đến đầu thế kỷ 18, tức là xác định vào đời Khang Hy các bác. Vì đời Khang Hy là 1662 cho đến 1722 mà. Như vậy thì đây là late 17th century to early 18th century. Như vậy là từ đầu cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 18, tức là đời Khang Hy. Đó là cái bình bên trái. Còn cái bình bên phải thì kết luận như nào thì tùy vào các bác xem video clip này. Tiếp theo mời các bác ta nghiên cứu. Ở đây là có hai món này thì cùng của một nhà đấu giá, và tôi cũng đoán khả năng cao là do cùng một người thợ chụp. Thế để chúng ta so sánh thì bây giờ mời các bác ta so sánh giữa cái bên trái và cái bên phải, thì cái nào nó sẽ đẳng cấp hơn, nó có tinh thần hơn. Đây mời các bác ta nhìn hoa lá này, về độ sắc nét này, về tinh thần này. Đó. Bên nào nét vẽ của nó mềm mại, nó uyển chuyển, và các màu sắc của nó sắc nét, các họa tiết của nó. Đồng thời màu lam này, các bác nhìn thấy là nó có độ chìm, bên này màu lam rõ ràng kém hẳn đi. Đó. Và các cái bông hoa ở đây các bác nhìn thấy là dù sao nó có nét cứng hơn, và các cái màu red tới màu đỏ ở đây này, nó cũng tức là thể hiện cái nét kém đẳng cấp hơn so với của bên trái. Và các màu sắc ở bên đây này, các cái vành ở gần vành miệng này, các bác nhận thấy ra rõ ràng nó có nét tươi mới hơn so với cái màu sắc bên này. Đó, mọi thứ nó có cái sự uyển chuyển trong màu sắc, có chỗ đậm, chỗ nhạt, phải không ạ? Và có sự nhuốm màu thời gian, chúng ta có thể nhận thấy. Nước men ở bên này, theo cảm quan, đây nhìn, rõ ràng cái đồ men bên này đấy, cũng kém đẳng cấp hơn so với cái đồ bên trái. Tất nhiên, cái bên phải là cái đồ men khá đẹp, nhưng cái tuổi men này không thể nói là đồ già men được. Và để có cơ sở kết luận hơn thì mời các bác nghiên cứu hai cái chôn đế. Đây, cái chôn đế bên trái, các bác hãy nhận ra đây này, cái nét của nó. Ở cái đồ bên trái thì cái chôn đế các bác nhận thấy là nó không được, tức là gọn ghẽ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái cốt, các bác hãy nhận ra cái chất liệu của cốt nó không được thực sự mịn qua những cái này. Trong khi đó đồ bên phải, đây các bác cùng nhìn này, thứ nhất là cái cốt của nó, cái kiểu chôn đế của nó được chế tạo gọn ghẽ đẳng cấp, và cái phần nước men trắng mịn
ở một số cái nó không có những cái phần bám bên ngoài này này, người ta còn ví dụ như ở đây là nó trắng như tuyết, tức là đồ nó đẳng cấp. Vào đây nước men này, bóng khỏe đấy, chân men đều gọn ghẽ đấy, các bác nhìn thấy này, chân men này rất là mỏng gọn đều, nó là cái đồ đẳng cấp đầy Khang Hy. Như vậy thì cái bên phải sẽ là đồ đầu đời Thanh, tức là đời Khang Hy. Còn cái bên trái là đồ cuối Thanh, tương đương với thế kỷ 19. Còn ở cái cặp bình này thì chúng ta sẽ thấy là về đề tài, nhìn sơ qua về kiểu dáng mọi thứ nữa, chúng ta có cảm nhận cái đầu tiên là chúng ta khẳng định với nhau nó cùng một đời cái đã, phải không ạ? Bởi trên dựa trên các cái yếu tố về màu sắc, về màu men, về kiểu dáng, ta nhận xét nó cùng đời cái đã. Nhưng ở đây tôi muốn nói là thường thường chúng ta mua một cặp ấy, chúng ta hay gặp những cái cặp nó gọi là middle pair, tức là nhìn như hai cái nó giống nhau đến mức độ như là ảnh ở trong gương ấy. Thì nhưng cái này thì nó không hoàn toàn là một cái middle pair, tức là một cái cặp giống nhau hoàn toàn. Đây, các bác nhận ra, dễ dàng nhận ra nó cái sự khác nhau của nó. Con chim với con chim, bông hoa ở đây với bông hoa ở đây. Đấy, rõ ràng khác nhau. Mặc dù chúng ta thấy là về cơ bản, tổng thể thì nó có vẻ giống nhau, nhưng chi tiết thì khác nhau rất nhiều. Nhưng điểm chung của nó, đó là cùng một thời và cùng đời Khang Hy. Bởi vì sao? Ở đây các bác nhìn cận cảnh hơn này. Chúng ta sẽ thấy là nước men của nó vô cùng bóng, khỏe và chất lượng. Rồi cái men của nó phủ, tức là cực kỳ bóng, mịn, đều. Và nó có sự ngả màu thời gian. Cái phần cốt lộ ra ở trên cái miệng này, của hai cái mai bình này, rồi cặp mai bình này, các bác sẽ thấy là cái cốt của nó trắng, mịn. Đấy, đúng đồ Khang Hy chưa? Và tất cả cái yếu tố về màu sắc, nó có sự nhuốm màu thời gian qua các màu vàng này, màu đỏ, màu lục, màu lam, tất cả có độ chìm sâu, độ hằn màu thời gian. Và rõ nét nữa, có cơ sở nữa thì mời các bác ta hãy cùng xem xét ở cái khía cạnh phóng to hơn. Đấy, màu lam nó có độ chìm đây các bác. Các màu sắc của nó đây nó có độ phai chìm nhạt của, cộng thêm cái đẳng cấp của màu nó cũng đã khác rồi, của màu thời gian. Các màu sắc của nó đều có độ hằn đậm màu thời gian. Chứ không phải là màu tươi mới. Đây còn cả ở đây là cái vành, cái miệng nhìn từ trên xuống. Đấy, nước men trắng mịn, cái cốt trắng mịn, phải không ạ? Còn đây cái chôn đế, đấy, một lần nữa ông ta nhận thấy cái cốt của nó trắng mịn. Đó. Nước men, chân men này, mọi thứ đều đẳng cấp. Mà đây nước men bóng sáng khỏe như tôi đã phân tích ở trên. Và đó là cặp bình Khang Hy các bác nhé. Còn cái bình này thì theo các bác thì nó thuộc về đồ giai đoạn nào đây? Mời các bác, cái bên phải là cái phóng to hơn của cái bình bên trái. Đây là chính là cái điển tích Triệu Tử Long cứu ấu chúa đây, phải không ạ? Tức là Lưu Thiện, con trai của Lưu Bị đấy, phải không ạ? Đấy là cựu Tử Long đang cứu ấu chúa. Đây là võ tướng, phải không ạ? Nhưng các bác hãy nhìn thật kỹ này. Cái màu lục này. Màu lục ở đây này. Màu vàng này. Màu vàng này. Màu đỏ, iron red ở trên thân con ngựa này. Trên các cái áo giáp của người võ sĩ. Trên cái quần của người lính, vân vân. Tất cả các màu sắc ở đây, các bác sẽ nhận ra cái nét tươi mới của nó, màu đỏ trên bông hoa này, màu xanh ở trên họa tiết, tất cả yếu tố nó còn tương đối tươi mới. Và tôi cũng hoàn toàn nhất trí với một nhà đấu giá thì người ta khẳng định đây là đồ thế kỷ 19 các bác nhé. Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý với họ, mặc dù nước men của nó cũng rất là đẳng cấp, bóng khỏe, đây các bác nhìn thấy này, rất là đều men, phải không ạ? Nhưng với màu sắc, tất cả các loại màu sắc ở đây, trên thân con ngựa này, trên con ngựa này, trên tất cả yếu tố như tôi vừa phân tích, màu lục, nó đều có nét tươi, chứ nó không có cái nét mềm của màu sắc. Nó hằn thời gian của cái đồ
Khang Hy như cái cặp bình vừa rồi. Và đây là đầu thế kỷ 19. Còn cũng củng cố thêm chứ không hề mâu thuẫn. Thì đây mời các bác nhìn thấy cái chôn đế của cái bình vừa rồi. Cái các bác nhận thấy là đây cái cốt của nó, cái chôn đế, cái kiểu tạo của nó, đây là tương đối gồ ghề. Đấy, men phủ dày, kết thúc men không được gọn ghẽ và đẳng cấp như tất cả những món Khang Hy vừa xong, có phải không ạ? Đấy, các bác nhìn thấy này, men khá dày và men nó cái độ bóng khỏe nó kém hơn. Mặc dù ở đây cái này là một cái bình chất lượng tương đối tốt, nhưng mà như tôi nói, cốt của nó cũng không được mịn và tạo hình của cốt cũng không được gọn ghẽ, đấy, đẳng cấp như đồ Khang Hy nhưng mà chúng ta thường thấy. Đấy, mặc dù tôi lưu ý các bác, mặc dù nhìn cái này tôi thấy dấu hiệu tem rỉ sắt, tức là ngả màu vàng ấy, còn thể hiện rất là nhiều so với cái cặp bình Khang Hy vừa xong, màu hoàn toàn trắng tinh. Thế nhưng cái này vẫn chỉ là đồ thế kỷ 19. Như vậy là nếu như các bác nào cứ nhìn thấy cái dấu hiệu tem rỉ sắt càng nhiều và kết luận càng già đồ thì một sai lầm rất là lớn. Bởi vì càng đồ cao cấp thì cái chất liệu, cái nguyên liệu cốt ấy, cái chất đất ấy, người ta được lựa chọn đã vô cùng kỹ rồi, cộng thêm cái khâu chế biến lọc lại cực kỳ kỹ nữa, cho nên là nó gần như nó không có sắt bị lẫn tạp chất nhiều, cho nên là gần như nó không có dấu hiệu của ten rỉ sắt, mặc dù đã qua vài trăm năm. Đấy, cái này chỉ thế kỷ 19 thôi nhưng lại rất nhiều ten rỉ sắt. Cho nên nếu chỉ hoàn toàn dựa vào ten rỉ sắt để kết luận niên đại của món đồ thường là một sai lầm rất là lớn. Đấy là chưa nói những món cà trớn vài ba năm người ta cũng tạo ra những cái ten rỉ sắt giả tạo, nhưng mà cùng với thời gian thì các bác sẽ phát hiện ra thôi. Còn ở cái bình này thì mời các bác cùng nhìn đây. Đây, cái màu sắc của nó này rất đẳng cấp phải không ạ? Các cái họa tiết của nó vô cùng sắc nét, màu men này đều bóng khỏe, có phải không ạ? Các bác nhận ra rất là rõ, các họa tiết vô cùng sắc nét và sinh động, có tinh thần. Và chúng ta có thể nhận ra đây chính là cái đồ, với nhìn, chưa cần nhìn chôn đế, chỉ cần nhìn họa tiết, nhìn màu men và cái kiểu dáng, các bác đã nhận ra đồ Khang Hy rồi, phải không ạ? Và đây là cái chôn đế của nó. Đây các bác thấy này, một cái cốt rất là gọn ghẽ. Mặc dù đây nó có những cái phần qua thời gian thì nó có những cái yếu tố tác động từ bên ngoài vào, nó tạo ra những cái màu bị chuyển thành màu đen. Nhưng các bác nhận ra đây này, cái cốt của nó vẫn trắng và tạo hình của cốt vẫn gọn ghẽ đều, nước men bóng sáng khỏe. Và các họa tiết của nó đây rất là chi tiết tỉ mỉ, và các màu sắc của nó là nó đều có cái yếu tố màu thời gian chứ nó không bị tươi màu như cái bình thế kỷ 19 vừa xong. Và đây chính là cái bình Khang Hy, tức đầu đời Thanh. Còn với cặp đĩa này thì các bác cảm nhận được ngay, ồ, cái nào nó đẳng cấp hơn này, cái nào nó hằn thời gian hơn trên màu sắc này, cái nào nước men nó đẳng cấp. Đây, nước men để Khang Hy các bác nhìn thì nó trắng, còn cái bên này thì các bác nhận ra đấy, cái nước men của nó còn hơi ngả xám nữa cơ, và nó khá là non. Và vì vậy thì, nhưng mà đây nó không hoàn toàn là đồ mới với cái đĩa bên phải này. Và tôi nghĩ rằng nó có thể là cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, hoặc cũng có thể chớm sang đầu của giai đoạn Trung Hoa Dân Quốc. Cái đĩa này đó, các bác nhìn thấy các cái hình ảnh của nó, đấy, nước men của nó, màu sắc đấy, đều non đồ hơn so với cái bên trái, phải không ạ? Và để tìm hiểu kỹ hơn, các bác nhìn thấy cái mặt sau, tức là nhìn men, nhìn cốt, chôn đế và hiệu đề. Đấy, các bác nhìn thấy ngay cái men nó rõ ràng ràng ra. Đây rõ ràng là đồ có thể sang đến đầu giai đoạn Trung Hoa Dân Quốc rồi. Đấy, mặc dù đây cái cốt này không phải cốt mới, nhưng các bác nhận thấy đấy, cái nước men của nó còn tương đối non. Còn bên này thì ngược lại, nước men bóng sáng khỏe, cái chôn đế này, màu của nó là màu nó tạo hình như kiểu màu chữ V, nếu mà cắt ngang ra nó như giống như hình chữ V. Đó, và tất cả cái yếu tố
Nhìn qua đây chúng ta thấy là nó có sự ngả màu thời gian. Còn đây nó kiểu như màu nó ngả xám xám chứ không có nó ngả màu vàng kiểu kiểu như thế này. Đó. Cộng thêm đây là một cái biểu tượng, một cái hình ảnh cái lá, một trong những cái dấu hiệu của cái hiệu đề đời Khang Hy và nằm trong cái double circle. Còn đây cái đường double circle đây các bác nhận ra cái màu lam của nó đã khá trớn rồi. Cộng thêm cái hiệu đề của nó không đều, double circle quá nhỏ so với tổng thể kích cỡ của cái đĩa. Các bạn ạ. Đấy, màu lam của nó rất là thiếu cái ngần màu thời gian. Đấy, nét chữ thì không đều. Đấy. Đời Khang Hy không bao giờ có cái hiệu đề viết như này cả. Và như vậy bên phải sẽ là đồ, ta tạm gọi là đồ cuối thanh đi, nhưng mà thực ra có thể là sang đến giai đoạn đầu giai đoạn Trung Hoa Dân Quốc rồi. Còn cái bên trái sẽ đời Khang Hy. Tiếp theo mời các bác tham khảo cái bình này. Vâng, các bác hãy nhìn thấy đều bên phải là hình ảnh phóng to hơn của cái bình bên trái. Ta hãy nhìn thấy cái màu lam. Thứ nhất là chất lượng nó đẳng cấp cái đã. Thứ hai nó có độ tán màu. Tức là cái màu của nó có hằn cái màu thời gian lên. Nó có dấu hiệu của màu thời gian ở trên cái màu lam. Và tất cả các họa tiết màu vàng, màu lục trên thân của con chim, các cái hình ảnh rất sống động. Và màu men bóng, sáng, khỏe. Đúng đồ Khang Hy đây rồi. Ta hãy xem xét thêm một số tiêu chí nữa ở trên nắp và trên chuôn đế nào. Đây trên vành miệng này. Các bác nhận ra ngay. Đấy, cái nước men bóng, sáng, khỏe đồ, của đồ Khang Hy. Đấy, các màu sắc này. Nhuốm màu thời gian. Và ở đây là bên trong của cái nắp. Các bác hãy nhận ra đó là gì? Cái cốt để mộc này. Cái phần cốt này, không trắng men này. Rõ ràng trắng, mịn và có sự ngả màu thời gian rất tự nhiên của cốt đời Khang Hy. Đấy, các bác thấy là nó trắng, mịn này. Ở một số cái vết sứt này này. Nhận rõ. Còn ở những chỗ nó không bị sứt, các bác nhận ra này, cái sự ngả màu thời gian vô cùng tự nhiên của đồ đời Khang Hy. Còn ở đây thì với cái này, cái cặp, một cái bát và một cái đĩa, thì các bác có thể nhận ra ngay cái này. Thứ nhất là trên các cái màu sắc này, cái nét lạc tinh này, cùng cái điển hình trong màu sắc, màu sắc của men, thì chúng ta nhận thấy đây chắc chắn là chuẩn cổ rồi. Và thậm chí có thể là nửa đầu thế kỷ 19, đấy là theo nhận định của tôi, chưa chắc đã là cuối thế kỷ 19. Đấy, về các màu sắc ở đây là nó có cái sự thời gian rất là rõ, kể cả men. Còn cái bát này thì thôi khỏi phải nói rồi. Tất cả các màu sắc của nó trên cái lá. Người thợ tạo tác cái này phải là người thợ siêu đỉnh của chóp. Nói theo ngôn ngữ tuổi tin. Từ phải bậc thầy chế tạo ra. Và có thể còn là đồ ngữ dụng. Và đây là những cái món đồ rất nổi tiếng đời Ung Chính. Đấy. Sang đời Càn Long cũng có, nhưng mà cái dòng đồ và đẹp kiểu như này thì được phổ biến, tôi nhìn thấy nhiều đời Ung Chính. Các bác thấy các cái lá này. Ui, các màu sắc của nó biến đổi. Vô cùng nhìn. Không biết cái lời nào để mà tả nữa. Thôi các bác chỉ tự cảm nhận thôi. Đấy, quả này. Đó. Còn đây, sang đến chôn đế. Đấy, một lần nữa các bác lại một cái nguyên lý để chứng minh. Rõ ràng cái cốt của cái đồ bên trái là có ten dỉ sắt rất rõ ràng. Thế nhưng lại là, nhưng mà cái men này, các họa tiết này và cái kiểu cốt này, đó, chắc chắn là đồ cuối thanh rồi. Thế còn cái bên này, mặc dù không có ten dỉ sắt, nhưng mà cái hiệu đề này, hiệu đề Ung Chính này, và cái họa tiết cộng thêm kiểu cốt trắng mịn như thế này. Hiệu đề như này và họa tiết như này. Và tôi nhớ không nhầm, tôi thật tiếc là tôi quên mất. Tôi không đưa cái giá của nó đây, nhưng mà tính bằng đơn vị triệu đô các bạn. Tôi nghĩ có thể là đồ
ngữ dụng đấy, cái bát này này. Tất nhiên nếu để so sánh giữa một cái món mặc dù được coi rất là đẹp đối với đồ cuối thanh ở bên trái, để so sánh với một cái đồ cao cấp ở bên phải như này thì nó hơi khập khiễng, nhưng tôi vẫn lấy cái này vào để các bác có thể cảm nhận được là đấy, cứ không phải cái cốt ngả màu vàng của ten dỉ sắt là càng có thì càng sâu tuổi hơn. Tôi muốn chứng minh cho các bác điều đó, mà các bác phải xem xét tổng thể men, tuổi men, họa tiết và cái màu thời gian ở trên tất cả những yếu tố thì chúng ta mới so sánh được. Đấy. Cái này hiện nay làm giả rất là nhiều, bán nhiều lắm. Cái bát bên phải này này, nhưng mà nhìn thì nó thiếu tinh thần và nhận ra được ngay, một người chơi vài năm có thể nhận ra ngay. Tương tự ở một cái món này cũng thật đáng kinh ngạc. Tôi cũng nhận ra ở đây là cũng không hoàn toàn có thể nói là đồ mới được. Bởi cái nước men này và các cái họa tiết như này thì không phải là đồ mới. Tuy nhiên, cái mức giá của nó thì tôi cũng rất là đáng ngạc nhiên. Ở đây thì người ta xác định thế kỷ 19. Mà tôi nghĩ cũng có thể là non đồ hơn một chút, là có thể đầu thế kỷ 20. Nhưng mà vì ở đây là đấy là tôi nói thật lòng, là khi tôi nhìn ảnh là tôi có thói quen là khi tôi vào các cái trang đấu giá nổi tiếng là tôi không nhìn vào cái phần xác định niên đại của các chuyên gia, mà tôi cứ nhìn hình ảnh trước và sau đó tôi tự có một cái nhận định của riêng mình, sau đó tôi mới đối chiếu cái nhận định của mình với cái phần mô tả của các cái hãng đấu giá, xem là mình nhận định có đúng hay là cái tỷ lệ đúng của mình bao nhiêu phần trăm. Thì tất nhiên thì cùng một thời gian thì nó sẽ cái xác suất đúng nó cao hơn. Nhưng như món này lúc đầu tôi nhận định thì tôi nghĩ là có thể là thậm chí còn là giai đoạn muộn của giai đoạn Trung Hoa Dân Quốc, tức là gần sang cái giữa thế kỷ 20 rồi. Thế nhưng mà người ta nhận định nó là đồ thế kỷ 19, và tôi cũng hoàn toàn tôn trọng của nó mà cũng không nên cãi họ, phải không ạ? Ở đây là tôi nghĩ như vậy. Và cái giá của nó thật ngạc nhiên là lên đến 112.500 đô Mỹ cho một cái món thế kỷ 19. Và đương nhiên thì các cái họa tiết của nó và cả màu men nó kém đẳng cấp hơn so với cái bát bên phải vừa xong rất là nhiều. 112.500 đô Mỹ tức là vài tỷ tiền Việt thôi, phải không ạ? Đó. Còn ở đây thì cái bên trái chính là một cái bình của tôi, và đây là một cái bình mà tôi mua lầm, bởi vì tôi nghĩ nó là đồ giai đoạn nối tiếp. Nhưng mà trong cái tổng thể tôi mua của một người bán rất uy tín ở Anh, và họ cũng xác định tổng thể một cái nhóm mấy món đồ. Người ta chụp không hết được cận cảnh hết. Cho và từ khi tôi nhìn ấy thì tôi cũng đã nghĩ, nhưng mà thực ra là lúc đó tôi nhìn nó còn tương đối non. Và tôi cũng nghĩ nó cái này là đồ giai đoạn nối tiếp. Nhưng mà sau này về nhà thì một số bác cho ý kiến, cũng như tôi tự nhận thấy, tôi tự tìm hiểu, thì tôi khẳng định đây là cái đồ cuối thanh. Cái bên trái là cái bình của tôi. Còn cái bên phải, các bác khỏi phải nói rồi, phải không ạ? Tất cả các màu sắc của nó hằn màu thời gian. Tất cả các màu sắc, đặc biệt màu lam nó có độ chìm, ngả màu thời gian. Màu vàng, đấy, thể hiện màu thời gian chưa các bác? Các màu iron red, everything, men, kiểu dáng. Và còn đây các bác nhìn thấy nước men của nó non hơn rất là nhiều, phải không ạ? Đấy, màu lam ở đây các bác thấy này, rất là non. Màu lam này, rất là non. Bên này nó có độ chìm sâu. Ở hình ảnh phóng to hơn, các bác nhìn thấy đây này. Đấy, rõ ràng. Cái đây nó có cái màu thời gian. Và cái cốt của nó trắng mịn và ngả màu thời gian của ten dỉ sắt, phải không ạ? Đó. Và ngược lại ở bên này, tất cả yếu tố nó không được thể hiện ở cái bên trái. Còn ở bên phải đây là cái chôn đế của cái món đồ của tôi. Mặc dù đều là chôn đế để mộc, có vẻ giống đồ giai đoạn nối tiếp. Nhưng mà cái bên này rõ ràng là trắng mịn. Đấy, ngả màu thời gian rất tự nhiên. Còn cái bên này thì cái màu ở đây này nó không phải là màu thời gian tự nhiên. Mà đây màu là nó có sự cái yếu tố tác động, mà nếu các bác nhìn kỹ từ chân men này cho đến cái nước men, cho đến màu lam ở đây, màu sắc ở đây, tất cả đều non đồ. Và cái của tôi như tôi nói ở trên, đó chính là đồ cuối thanh.
hoặc thậm chí có thể chớm sang giai đoạn Trung Hoa Dân Quốc rồi. Còn cái bình bên trái chính là cái chôn đế của cái bình thuộc giai đoạn nối tiếp. Còn món này, đây là nhìn sơ qua thì các bác nhận ra ngay rồi. Màu lam này, tương đối tươi mới phải không ạ? Các màu sắc ở đây còn khá là non dại. Nhưng men này thì lại không phải là men mới cứng đâu các bác. Men này là tôi nghĩ là có thể là men cũng đủ tuổi cổ vật rồi đấy. Các màu sắc này không hoàn toàn là mới. Đây là hình ảnh phóng to hơn, đây đặc biệt thấy cốt này này. Cốt này thì không thể là cốt đồ mới được. Nhưng cũng như giống như cái cốt đồ, cái bình của tôi vừa nãy, thì các bác sẽ nhận ra nó không hoàn toàn màu sắc tự nhiên của cái đồ giai đoạn nối tiếp. Và vì vậy, đấy, các cái màu sắc ở đây các bác thấy nó còn tương đối tươi mới. Vì vậy, cái bình này, theo tôi nghĩ nó là đồ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Và đấy, các bác hãy so sánh, đây là hai cái hình ảnh. Cái bên ở giữa và cái bên phải là cái cùng một cái bình mà theo tôi nói là nó là đồ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Các bác hãy so sánh với một cái món đồ giai đoạn nối tiếp thật. Vì là giai đoạn nối tiếp thì một số nhà, thường thường là giữa thế kỷ 17 thì một số nhà đấu giá cũng có thể xem vào đời giai đoạn là thanh được. Nên chính vì vậy ở đây tôi vẫn nói là đầu đời thanh, có thể coi đầu đời thanh được. Và vì vậy tôi mới đưa vào đây là vì thế. Chứ không một số bác bảo cái tiêu đề anh nói là đồ đầu thanh và cuối thanh mà đây anh đưa giai đoạn nối tiếp vào. Đấy. Thì cái này tôi xác định là giữa thế kỷ 17 thì ở một số nhà nghiên cứu người ta cho nó vào giai đoạn nhà thanh được rồi. Đó. Đây các bác thấy này, đấy rõ ràng. Tôi không cần phải nói nhé, các bác tự nhìn và cảm nhận. Còn ở đây họa tiết đấy, các bác thấy này, cốt này. Đấy, rõ ràng màu sắc của nó rất là tự nhiên. Đấy. Ten chỉ sắt hoàn toàn hằn màu thời gian, vô cùng tự nhiên. Đấy, cho nên cái này là giai đoạn nối tiếp, cái bên trái, còn bên phải là đồ cuối thanh nhé. Còn ở đây thì ở Việt Nam có một số bác thì cũng góp vui vào một số món đồ. Cái dòng này người ta gọi là dòng men hường và đồ màu. Đồ này thì quý nhất và hiếm nhất lại thuộc về giai đoạn Càn Long, tức là đầu đời thanh. Thế nhưng đến giai đoạn cuối đời nhà Thanh và đặc biệt là giai đoạn Trung Hoa Dân Quốc thì người ta copy đồ Càn Long rất là nhiều. Và các cái một số bác thì khoe lên thì cũng giới thiệu đồ của mình đồ Càn Long, nhưng mà tôi cũng đã phản biện ngay và tôi nói nó là đồ giai đoạn Trung Hoa Dân Quốc. Thế còn chưa nói thì những cái đồ giả sau này. Đây là dòng ngàn hoa đây. Tiếng Anh gọi là Fami Plus. Thế thì ở đây các bác nhận ra này. Ồ, xin lỗi. Các bác nhận ra ở đây cái nước men của nó này, nó còn tương đối dại. Các họa tiết của đây còn tương đối tươi mới ở trong tất cả các khía cạnh màu sắc. Đó. Cốt của nó còn tương đối sạn. Đấy, không thể là rất là sạn, không thể đồ đầu thanh đây được. Và cộng thêm các yếu tố tươi mới thì theo tôi món này có thể là cuối thanh hoặc chớm sang giai đoạn Trung Hoa Dân Quốc rồi, tức là đầu thế kỷ 20. Và để minh họa rõ nét thì mời các bác ta so sánh một cái đồ bên phải, chính là đồ đời các nhà đấu giá ta xác định đời Càn Long. Và thôi khỏi phải tất cả những từ của tôi nói nó bằng thừa bằng thãi và thành nói nhiều, mất thời gian của quý vị. Các vị tự nhận xét nhá. Và đây chính là đồ đời Càn Long ở bên phải. Còn bên trái thì sẽ là đồ cuối thanh hoặc có thể sang đến giai đoạn Trung Hoa Dân Quốc rồi. Đấy, xin lưu ý các bác như vậy. Và bây giờ mời các bác tham khảo thêm một số món nữa. Ở đây tôi có một cái bình. Đây là thân toàn bộ cái bình tổng thể, còn đây là chôn đế của nó. Thì các bác nhận ra đây là cái cốt của nó này, trắng mịn. Đấy, phải không ạ? Trắng mịn và tất cả yếu tố của nó. Nước men thì bóng, sáng, khỏe. Đây, các bác nước men các bác nhìn này. Ngả màu trứng diệc, bóng khỏe. Kết thúc men gọn ghẽ đẳng cấp, phải không ạ? Đó. Và cái đồ này. Nhưng mà nó lại khác so với các cái bình đời Khang Hy một chút. Cái kiểu cốt này. Cái cốt của nó được làm to bản hơn. Và đồng thời các màu sắc ở đây
nó cũng sâu độ tuổi hơn, cái ngả màu thời gian hơn so đồ Khang Hy một chút. Và đây cũng được các nhà đấu giá xác định ở giai đoạn nối tiếp. Thế thì ta hãy so sánh nó, cái bình mà được các nhà đấu giá xác định giai đoạn nối tiếp và tôi đồng ý với họ ở bên trái này này, với cái bình bên phải này của cùng một nhà đấu giá nhé, thì các bác sẽ nhận ra là sao đây. Đấy, cái màu lam này này còn tương đối tươi mới, phải không ạ? Các cái nét vẽ ở đây, các cái đường viền này này, trên cái này màu đỏ này này, trên cái hình ảnh của hai cậu bé cộng thêm màu vàng ở đây với màu vàng ở đây, ta nhận thấy bên nào nó nhuốm màu thời gian hơn. Đồng thời nữa là các cái bên này, bên nào nó có nhuốm màu thời gian hơn. Và đặc biệt là cái màu lam khỏi phải nói. Đây, màu lam, màu xanh này. Tất cả các yếu tố bên này nó đều tươi mới hơn so với bên này. Phải không ạ? Đấy, bên này nó đỏ, đỏ tương đối gắt. Đấy, và khá là tươi. Đấy, cộng thêm mấy cái chôn cốt của hai món để chúng ta nhận thấy. Ở cái này thì nó rất khó nhận xét bởi vì nó có quá nhiều yếu tố bẩn. Nó. Đấy, vào đây. Nhưng mà qua cái màu lam ở đây, cộng thêm màu sắc như tôi phân tích vừa rồi, cộng thêm cái nước men, trứng diệt, bóng khỏe ở bên này. Đấy, men rất già đồ. Thì cái bên này, thì chính bên phải chính là đồ cuối thanh, tức là đồ, theo tôi nghĩ là đồ thế kỷ 19 với cái cốt này. Và cái màu sắc màu đỏ đấy. Còn ở đây thì là một cái bình này, thì các bác nhận xét nó thuộc về, cũng là dòng Farminoise. Đó, tức là trang trí trên nền màu đen. Theo các bác thì nó sẽ là đồ đầu thanh hay cuối thanh đây. Các bác hãy nhận xét tổng thể các yếu tố màu sắc, các yếu tố sắc nét trên thân của con chim này, trên cánh, trên nhụy hoa, trên thân cây, trên tất cả yếu tố màu sắc. Đây, độ sắc nét của nó. Và có lẽ là để có cơ sở hơn cho các bác nhận xét thì mời các bác nghiên cứu cái chôn đế. Rồi đây, một lần nữa các bác nhận thấy này, cái kiểu chôn đế này là kiểu chôn đế rất điển hình đời Khang Hy. Tức là người ta chế tạo cái vành chôn đế cốt tương đối nhỏ và nó thắt từ trên này xuống và có một cái vành kết thúc men nó lại nằm ở chỗ này. Một cái vành kết thúc men ở chỗ này. Đấy, các bác nhìn này. Đó. Và nước men một lần nữa các bác thấy là tạo hình cốt này gọn ghẽ. Đấy, trắng như tuyết đấy phải không? Và có sự ngả màu thời gian. Đồng thời nước men kết thúc chân men này, đó, màu men này. Và với cái này chúng ta kết luận được ngay đó là bình đời Khang Hy, phải không ạ? Thế còn món này thì sao? Đấy, các bác nhận ra đấy, cái yếu tố màu sắc này này, độ sắc nét này, độ đẳng cấp trong họa tiết này, rõ ràng kém hơn một trời một vực so với cái món này. Các bác thấy không? Các bác nhận ra đó. Còn đây, ngược lại. Đấy, các bác nhìn thấy nó kém tinh thần rất là nhiều. Nhưng nó có sự ngả màu thời gian của đồ đủ tuổi cổ vật. Hay nói cách khác, ở đây là cái đồ cuối thế kỷ 19. Và đồ cuối thế kỷ 19 như thế này, của cái dòng đồ Farminoi này, như tôi nói, được sản xuất rất nhiều. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, người ta copy đồ đời Khang Hy. Và đương nhiên giá của nó chênh lệch nhau thì vô cùng nhiều. Nó vừa quá nhiều cho nên độ quý hiếm nó không còn. Thứ hai là các yếu tố về đẳng cấp, về mặt chất lượng là nó kém. Và vì vậy đây là đồ cuối thế kỷ 19. Và món này thì mới được kết thúc đấu giá trên eBay cách đây 2 ngày. Và với giá thì tôi nhẩm tính ra tiền Việt thì nó cỡ khoảng tầm 10 triệu đồng. Cái này thì nó không cao, nó khoảng tầm 11-12cm gì đó. Kích thước khá nhỏ. Còn đây là cái chôn đế của nó, của cái thế kỷ 19, đúng. Cái cốt này. Đấy, mặc dù là chôn đế phẳng để mộc, nhưng mà không phải đồ giai đoạn nối tiếp đâu các bác. Đây chỉ cái cốt này, cái tuổi cốt này, nó chỉ là đồ thế kỷ 19 thôi. Đấy, mọi thứ nó kém hơn đồ Khang Hy rất nhiều. Còn đây là một cái bình của tôi, cao 60cm, dòng men lục. Thì cái này thì theo tôi nhận định thì nó cũng là đồ cuối thế kỷ 19 hoặc đầu thế kỷ 20. Tức là cuối thanh. Đấy, các yếu tố màu sắc của nó đây các bác thấy này, nó còn tương đối tươi mới. Và tôi đã bán đi sao bên đi mất rồi, thật tiếc. Khi bán xong tôi cũng thấy rất là tiếc. Cao 60cm các bác. Đấy, nước men này, họa tiết này,
màu sắc, tất cả các yếu tố tương đối tươi mới ở màu lam phải không ạ? Các yếu tố màu sắc. Đây không thể là đồ đầu thanh được, mà đây là đồ cuối thanh, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Còn đây là cái chôn đế, mặc dù có ten dỉ sắt như này, nhưng ta thấy là cái chôn đế cốt của nó khá là thô, to, và cái nước men của nó cũng không phải là men đẳng cấp của đồ đầu thanh. Đấy. Và tương tự đây cũng là một món của tôi, một cái khổng tước, hay ta gọi là tiếng Anh gọi là basin. Cái tiếng Việt ta gọi là khổng tước, hay là một số gọi là chậu rửa mặt ấy. Đường kính những 41 cm các bạn, to lắm, nặng. Từ thương binh thì cũng rất nặng. Thế nhìn các màu sắc, màu vàng, đặc biệt là màu lam ở đây, các bạn đã nhận ra ngay cái đồ đây là đồ cuối thanh rồi, không thể là đồ đầu thanh được, phải không ạ? Cộng thêm cái nước men rất rõ ở cái mặt sau ở đây, cộng thêm với cốt sạn thô, nước men đây là men không thể, còn tương đối kém đẳng cấp, không thể là men khang hy đây được, không thể men đầu thanh đây được. Và tương tự cốt cũng vậy. Và đây là món cuối thế kỷ 19 các bác nhá. Vâng, và như vậy là tôi đã vừa trình bày xong với các bác